Chào mừng các bạn đã ghé xem video nhé. Sau những trò chơi đối kháng mình từng chơi thì nay mình sẽ cho thấy anh em một trò chơi Champion. Nay con phải gọi là quá hay trên các loại hay. Nào mình cùng tham gia cũng như tìm hiểu trò chơi nhé. Một trò chơi cho chúng ta sở hữu rất rất nhiều anh hùng. Đây phải gọi là rất nhiều siêu anh hùng luôn. Từ 1 sao và đến 7 sao. Và ở đây là một số siêu anh hùng mà mình hiện có để tham gia trò chơi và cũng bắt đầu trò chơi hoàn thành X1. Đây là chúng ta sẽ tham gia khi vào trò chơi, chúng ta sẽ có chiến trường và đây là màn vượt ải anh một của chúng ta. Chúng ta bắt đầu đi khám phá cùng các siêu anh hùng nào. Trận đấu đầu tiên, chúng ta sẽ thử với siêu anh hùng Black Panther. Đây là siêu anh hùng mà mình đang sở hữu và cũng là mạnh nhất của mình, hay còn gọi là chiến binh báo đen. Hiện tại chỉ mới có 2 sao, cho nên mình cũng chỉ dùng được 2 kỹ năng cho anh siêu anh hùng này. Kỹ năng cuộc tấn công của con báo và nha tròn để chiến đấu. Cũng khá mạnh đấy. Và đòn đánh tí năng cũng khá là nhanh. Một pha trận đấu kết thúc rất là ok. Khi mà chiến binh báo đen ra đòn, phải nói là rất ác liệt. Tiếp tục đến với ải tiếp theo. Và mình đang chuẩn bị thử con tướng Spider-Man để xuất chiến. Và đây có lẽ là siêu anh hùng mà chúng ta đã quá quen thuộc và rất nổi tiếng, ai cũng biết đến rồi. Và đây là màn trình diễn của Spider-Man. 1 sao thôi, nhưng mà kỹ năng duy nhất của anh ta là nhẹ tấn công. Nhưng đòn đánh của anh ta cũng không là mạnh, quá mạnh. Tại vì đây là chỉ là một siêu anh hùng 1 sao, cho nên là những cú đánh của anh ta vẫn còn khá yếu. Những cú đánh khá yếu của Spider-Man, nhưng mà anh ta có một tốc độ cũng khá là nhanh. Và những đòn tấn công cũng khá tốt. Thật dễ dàng khi chúng ta đã vượt ải đầu rất là dễ. Khi chúng ta chỉ sở hữu những siêu anh hùng vẫn còn rất là yếu. Và trận đấu thứ 3 tiếp theo, mình sẽ cho anh hùng Captain America trình diễn xem sao. Anh hùng này là nhân vật hư cấu xuất hiện trong những truyện tranh. Xem anh ta có sức mạnh như thế nào khi sở hữu 2 sao. Thì anh hùng Captain America này cũng sẽ cho chúng ta 2 kỹ năng chính. Đó là khiên chắn và chiều lém khiên rô vào. Bắt đầu cuộc chiến nào. Bị choáng rồi. Anh hùng này có vẻ không nhanh nhẹn cho lắm. Nhưng mà những cú đá của anh ta. Và đây là kỹ năng đây. Ôi giời ơi, mình choáng rồi. Liên tục những cú đá của anh ta. Đây rồi. Kỹ năng ngay sao lém khiên. Một pha lém khiên. Quá là ổn. Và màn bắn pháo hoa tóe tung. Bye anh em, chúc anh em xem video vui vẻ nha. Hẹn gặp anh em ở màn trình diễn tiếp theo với những siêu anh hùng cao hơn.
thạch kêu anh em nhiều.